Chiều hôm qua ngày 9 tháng 7, U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 2 trong đợt tập trung đầu tiên để chuẩn bị cho SEA Games 30. Các cầu thủ trẻ đã tập luyện hăng say và hoàn thành tốt giáo án của huấn luyện viên Park Hang-seo và nhận được sự đánh giá cao của ban huấn luyện. Trong đợt tập trung này, tuyển Việt Nam có trợ lý mới, đó là Lee Jung-hak, người sẽ phụ trách công việc thông dịch ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh cho U22 Việt Nam từ nay cho đến cuối năm. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Park Hang-seo sở hữu khá nhiều trợ lý ngôn ngữ chất lượng như là Chung Kyung-jin, phụ trách tiếng Hàn, Anh, trợ lý Lê Huy Khoa, phụ trách thông dịch tiếng Hàn, Việt. Trước đó, vị trí thông dịch tiếng Hàn, Anh là Lee Jong-sup. Còn lần gần đây nhất thì thầy Park đã thay đổi trợ lý tiếng Hàn, Việt là anh Phan Duy Tuấn tại Asian Cup 2019. Trong khi đó, ở cấp độ U22, chỉ có duy nhất một trợ lý ngôn ngữ là Lee Jung-hak, người mới tới Việt Nam cách đây chưa lâu theo yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chia sẻ với truyền thông nước nhà, sau buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho biết vẫn chưa hài lòng với những gì đã đạt được trong hơn một năm qua cùng với các đội tuyển Việt Nam, mà còn muốn bóng đá trên giải đất hình chữ S vươn tầm châu Á trong thời gian tới. Kết quả năm ngoái đã là quá khứ, tôi muốn nói về con đường sắp tới của đội tuyển quốc gia để tiếp tục đến tương lai. Nói ngắn gọn thì để tiếp nối được những thành quả này, nếu không tiếp tục đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ thì những vinh quang không thể tìm đến nữa. Chúng ta không thể hài lòng ở đây và phải nỗ lực để tiếp bước trở thành một đội mạnh ở châu Á. Trong một chia sẻ trước đó ở buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa khẳng định ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tiền nong trong việc gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đến ngày hôm nay, đại diện của tôi mới gặp VFF một lần duy nhất. Gần đây tôi có xem nhiều bài báo ở Hàn Quốc và Việt Nam và thấy rất nhiều bài đăng viết không có căn cứ, không có cơ sở và hoàn toàn chỉ là dự đoán thôi. Tôi và người đại diện chưa bao giờ có đề cập cụ thể về số tiền nào cả. Không biết liên đoàn có nói gì hay không. Rõ ràng có quá nhiều bài báo dự đoán thôi nhưng lại mang tính tiêu cực. Tôi lo người hâm mộ bóng đá và nhân dân Việt Nam lại hiểu lầm. Tôi không biết người ta lấy căn cứ ở đâu, nhưng tôi thấy rất khó xử với quá nhiều bài báo phỏng đoán, dự đoán như vậy. Có nhiều yếu tố khiến người hâm mộ hiểu lầm tôi. Bên cạnh đó, với những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam gần 2 năm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo hiện đang là nhà cầm quân được yêu mến nhất ở đất nước hình chữ S này. Trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho mình, thầy Park cũng đã vô cùng cảm kích nói rằng: "Tôi nhận được quá nhiều tình yêu thương của nhân dân Việt Nam từ ngày được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng. Với tình thương và sự khích lệ mà quý vị dành cho tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi sẽ giữ gìn tình cảm ấy cho đến ngày mà tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Cuộc đời huấn luyện viên bóng đá cuối cùng của tôi sẽ báo đáp bằng việc tham gia vào phát triển bóng đá trẻ Việt Nam." Cũng trong tuyên bố của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa khẳng định rằng mục tiêu số 1 của bóng đá Việt Nam là trở thành đội bóng hàng đầu châu Á. Theo ông Park, để làm được điều này, bóng đá Việt Nam phải mạnh tay tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo trẻ. Những thành công đã đạt được là quá khứ và chúng ta phải tiếp tục tiến bước về tương lai. Chúng ta phải mạnh tay đầu tư cho bóng đá trẻ. Nếu như không tiếp tục đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ thì thành công không thể tìm đến nữa. Chúng ta không thể hài lòng với những gì đã đạt được và phải nỗ lực tiến lên phía trước, trở thành đội bóng mạnh ở châu Á. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã kết giao với bóng đá Việt Nam bằng duyên số khi mà VFF không coi thầy Park là sự lựa chọn số 1. Bản thân ông thì cũng chỉ đến Việt Nam sau khi không tìm được công việc ở Trung Quốc. Dù không coi nhau là phương án hàng đầu, nhưng bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại là hai thực thể không thể tách rời. Dưới thời huấn luyện viên 60 tuổi này, U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam đã lột xác, thể hiện khát vọng chiến đấu và tinh thần dân tộc để vượt mọi chướng ngại, khiến cho mọi đối thủ phải e sợ và thán phục. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phân tích rằng khái niệm mà các cầu thủ thiếu nhiều nhất chính là ý chí chiến đấu bất khuất. Ở Hàn Quốc thì biểu hiện đó là chạy cho đến khi chết. Tôi cho rằng việc bước vào trận đấu với ý chí bất khuất ở trên sân là tư thế cơ bản nhất mà đội tuyển cần phải có. Đó là yếu tố quan trọng nhất để làm cho nhân dân Việt Nam có thể thỏa mãn sự chờ đợi của mình. Và tôi đã nỗ lực để họ có được điều này. Đây là khái niệm kết nối giữa sứ mệnh và danh dự của một thành viên đội tuyển quốc gia. Cụ thể hơn, vị trí đội tuyển quốc gia không phải là nơi chỉ đơn giản đá bóng giỏi là có mặt. Đội tuyển quốc gia là nơi được vận hành bởi tiền thuế.
Chúng tôi được tập luyện, ăn cơm, có thể ngủ ở một nơi tuyệt vời là nhờ vào sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của đất nước và nhân dân. Vì thế, các cầu thủ phải có nhận thức về trách nhiệm xứng đáng với những gì mình được đãi ngộ và cách thể hiện điều này trên sân cỏ chính là ý chí chiến đấu bất khuất. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng các cầu thủ không được ngủ quên trên chiến thắng. Muốn duy trì vị thế và tiến xa hơn, cả hệ thống bóng đá cần phải vào cuộc và làm quyết liệt. Tinh thần Việt Nam là thứ phải được học hỏi, vận dụng triệt để thay vì nói ra cho có. Điều cần thiết là phải làm cho bóng đá trẻ có hệ thống. Tôi có nghe nói rằng so sánh với 10 năm trước thì hệ thống bóng đá trẻ đã phát triển. Tuy nhiên, để bước ra vũ đài thế giới, hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam cần phát triển hơn nữa. Một ví dụ điển hình chính là Hàn Quốc, tổ quốc của tôi. Tính đến cuối năm 2018, có 715 đội để các cầu thủ trẻ dưới 18 tuổi tài năng thi đấu và có 19.740 cầu thủ đang mơ giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thông qua cơ sở hạ tầng và mức độ cạnh tranh nhiều như vậy, Hàn Quốc đã vào chung kết U20 World Cup 2019. Tôi tha thiết đề nghị chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp gặp gỡ với nhau xây dựng các trung tâm bóng đá thanh thiếu niên đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam để họ có thể cạnh tranh, cùng phát triển và kết quả là nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tuyển quốc gia. Đồng thời chúng ta cần rất nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực để có thể tạo ra một cầu thủ xuất sắc. Xưa nay chúng ta nghĩ là huấn luyện viên và trợ lý dạy chiến thuật và kỹ thuật là sự tồn tại duy nhất để có thể phát triển câu lạc bộ. Tất nhiên không phải tầm ảnh hưởng của những người này ngày càng yếu đi, mà là bóng đá hiện đại đang thay đổi rất nhiều. Ngoài huấn luyện viên trưởng, trợ lý và các chuyên gia của các lĩnh vực mà chúng ta coi như không liên quan tới bóng đá trước đây như đội ngũ thể lực, y tế, nhân viên phân tích kỹ thuật và chuyên gia dinh dưỡng đang trở nên cực kỳ quan trọng. Bóng đá Việt Nam cũng ở giai đoạn bắt đầu từ thực nghiệm, nhưng nếu như không có sự trợ giúp của chính phủ và các doanh nghiệp thì rất khó thực hiện. Tôi tin rằng phải ứng dụng xu thế của bóng đá hiện đại mới như thế này thì bóng đá Việt Nam mới có thể có được sự phát triển dài hạn. Cựu trợ lý của huấn luyện viên Wood Hiddink cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam cần phải thoát khỏi những định kiến không phải chỉ để phát triển bóng đá mà còn để đẩy mạnh các lĩnh vực khác. Thành công của bóng đá cần phải trở thành động lực để toàn xã hội cùng nhất trí đi lên. Quay trở lại với mục tiêu rất thiết thực của bóng đá trẻ Việt Nam vào cuối năm nay, đó là vào tháng 10, U22 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị thi đấu SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại Philippines. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo có 5 đợt tập trung khác, trong đó thì 4 đợt ngắn ngày, tức là khoảng 4 ngày và 3 buổi tập, và một đợt dài ngày hơn vào khoảng tháng 9. Tuyển U22 sẽ tập trung trong khoảng 9 ngày. Hiện tại có không ít dấu hỏi đặt ra cho 4 đợt tập trung ngắn ngày của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù ông thầy người Hàn Quốc đã chủ động nói rằng mình chỉ muốn thông qua những đợt tập trung lần này để tập hợp các ngôi sao trẻ ít được trọng dụng ở cấp câu lạc bộ, hòng sàng lọc và có cơ hội làm việc trực tiếp với họ. Tuy nhiên bên cạnh giá trị sàng lọc cũng như cho các cầu thủ còn lạ lẫm để ăn cơm tuyển cùng với thầy Park, có một giá trị lớn khác ẩn sau những lần tập trung ngắn của huấn luyện viên Park Hang-seo. U22 Việt Nam đang trong giai đoạn thay máu và có rất nhiều vị trí để cạnh tranh. Những đợt tập trung ngắn liên tục của thầy Park chính là cơ hội cho các tài năng trẻ này nuôi hy vọng khẳng định mình. Nó sẽ là một động lực để họ tập luyện, thi đấu tốt hơn nữa tại cấp câu lạc bộ, hòng lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo để tìm được cơ hội thầy Park gọi lên thử nghiệm. Với bóng đá trẻ, yếu tố tinh thần là cực kỳ quan trọng. Khi các cầu thủ được tiêm liều doping quý giá này thì sức sống sẽ dồi dào hẳn lên, tạo ra sinh khí mạnh mẽ cho công cuộc tìm kiếm nhân tài của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau khi nhiều trụ cột năm 2018 quá tuổi thì lứa U22 hiện tại dù vẫn còn nhiều ngôi sao như Văn Hậu, Quang Hải hay là thủ môn Tiến Dũng nhưng không ít vị trí đang tỏ ra thiếu hụt nhân tài. Thời gian không còn nhiều, hy vọng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ khai phá được những quân bài ở trong tay áo như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh ngày nào hòng chinh phục huy chương vàng SEA Games 2019. Ở đợt tập trung U22 lần đầu tiên này thì trong số 18 cái tên được góp mặt thì có lẽ Tiến Linh được xem là cầu thủ có số má nhất ở đội. Có kinh nghiệm hơn các đồng đội, lại từng nhiều lần làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo cho nên tiền đạo của Bình Dương được xem là thủ lĩnh của U23 Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Anh cũng đã dành lời khuyên về tính cách của nhà cầm quân người Hàn Quốc với các đồng đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người thích những cầu thủ chăm chỉ, yêu thích sự lao động. Bởi vậy các thành viên trong đội đều phải hết sức nỗ lực để được lọt vào mắt xanh của thầy.
Dù lần tập trung này chỉ 4 ngày, song bằng sự quan sát tinh tường, thầy sẽ nhìn ra tố chất của từng người. Trong buổi tập ngày 9 tháng 7 thì cũng là lần đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo có đầy đủ quân số. Đó là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc có cơ hội thử nghiệm, nhất là khi có nhiều tân binh ở trong đội hình. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với ban huấn luyện đã đưa ra một bài kiểm tra nhằm có những số liệu đầu tiên về cầu thủ. Thế nên là tôi vẫn chưa biết nhiệm vụ rõ ràng của mình. Chúng tôi gồm những người mới lẫn cũ đã làm quen với nhau, cố gắng tìm hiểu qua cách sinh hoạt và tập luyện. Việc đưa ra những thử nghiệm sẽ là tiền đề để hình thành những bước đi đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 30. Tiền đạo Tiến Linh cũng chia sẻ rằng tôi không có áp lực gì cả vì trước đây cũng đã tập trung cùng với các cầu thủ khác nhau và tôi có sự tự tin ở đợt tập trung lần này.